Được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen, Bùi Vĩ Hào mô tả anh cùng đồng đội thực sự vỡ òa sau bàn thắng đã chờ đợi quá lâu. Vào lúc đó, em cũng như các đồng đội vỡ òa sau bàn thắng phút cuối, Bùi Vĩ Hào chia sẻ sau trận đấu với gương mặt xúc động ướt đẫm nước mưa. Phút 84, Khuất Văn Khang đá phạt góc đẹp mắt để Bùi Vĩ Hào bật cao đánh đầu khiến mảnh lưới U23 Yemen tung lên. Bàn thắng duy nhất đã giúp U23 Việt Nam giành vé sớm tới vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận, U23 Việt Nam đã chơi kiên cường với 200% sức lực để có được chiến thắng. Như huấn luyện viên Chu Xie nói sau trận đấu, ông tự hào với tinh thần và sự quyết tâm của các cầu thủ trước đối thủ chơi phòng ngự. Xuyên suốt trận đấu pháp của ban huấn luyện được tuân thủ tốt trước khi tung ra đòn kết liễu. Chiến lược gia người Pháp cũng cho biết, những cầu thủ vào sân trong hiệp 2 đã giúp giải quyết khó khăn và đưa đội bóng vượt lên. Các cầu thủ không có mặt ở đội hình xuất phát không phải cầu thủ dự bị, mà là những cầu thủ kết thúc trận đấu. Bùi Vĩ Hào là một ví dụ, ông nói. Về phần cầu thủ 20 tuổi đang khoác áo bình dương, để toàn đội giữ vững quyết tâm và chiến đấu đến phút cuối cùng, công lớn thuộc về các cổ động viên có mặt ở sân Việt Trì, Phú Thọ. Hôm nay trời mưa to nhưng cổ động viên vẫn đội mưa cổ vũ. Họ thậm chí còn không rời chỗ. Sự nhiệt tình của người hâm mộ khiến tinh thần các cầu thủ đi lên, quyết tâm hơn để giành chiến thắng, Bùi Vĩ Hào cho biết.